chào mừng và lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay, tất cả những tinh hoa tinh túy trong làng chó Việt Nam và những người bạn từ phương xa tới. Xin chào và xin cảm ơn. On behalf of Vietnam Kiran Association, I would like to say thank you very much to the respectful judges, our supporter, our best friend, to be here today to celebrate the 10th anniversary of VK coming in the Dortmund. Once again, thank you very much for everybody. Thank you.